người nha. À, em mới test cái bao bánh sơ Yamaha 11 này cho một anh khách ở Phú Giáo Bình Dương. Anh yêu cầu test giùm anh cái bao bánh sơ M11. Thì cái dòng bánh sơ M11 bản 2019 này thì bên Studio Toàn Nguyễn đang giảm giá với giá là 3.500.000 đồng. Giá cũ là 3.700.000, giá hiện tại là 3.500.000 đồng và được miễn phí ship trên toàn quốc nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ test một đoạn cho mọi người nghe thử nha. Em hát bằng chế độ âm thanh 3D 96. Chế độ 96 là âm thanh 3D. Xong rồi em sẽ nói chi tiết cho mọi người xem nha. Nếu vừa ý cái chế độ này em sẽ chi tiết cho mọi người nghe. Ngày còn em bên tôi là đời xuân với vạn câu cười. Ngày còn em bên tôi trong niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi ngày thần tiên yêu dấu lên khơi. Tiếng đẹp lời em trên môi có gì đẹp hơn em ơi. Ngày còn em bên là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước đôi về tôi. Ngày còn em bên tôi ngày thần tiên câu hát lên khơi. Gió lòng chiều rủ chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời. Ok mọi người vừa nghe ha. Rồi, bây giờ là em giới thiệu chi tiết về cái con mixer này ha. Ở đây đang cách đang kết nối. Ở đây là em kết nối qua đường micro, micro không dây. Đây em đang cầm micro không dây. Còn ở đây là đường instrument. À, đây đường instrument. À, còn đây là cái cổng tai nghe. Em đang gắn cổng dây livestream để em hát ghi âm theo yêu cầu của anh khách. Anh muốn hát livestream qua điện thoại và yêu cầu em hát livestream qua điện thoại cho anh xem về góc độ của các dòng hiệu ứng để anh hát livestream. Riêng cái bàn mixer này thì anh chị và các bạn có thể chúng ta có thể dùng để hát karaoke gia đình, âm thanh nhạc sống, âm thanh sân khấu ngoài trời và đặc biệt là thu âm ghi âm trên điện thoại rất là đẹp. Nó có chế độ reverb, echo, delay và âm thanh 3D. Trong những chế độ này nó có tất tần tật, có cả 99 chế độ đủ sức cho mọi người lựa chọn ha. Có cần lực equalizer 7 cần. Rồi, micro thì ở đây em đang dùng mic 2, mic 1 đây. Đây mic 2. Đó. Thì ở đây là chỉnh shape nè, sáng tiếng như sáng mic, đi vào sáng mic lên ha. Ở đây là trung, giảm dày mic. Còn này là bass, lên bass. Đó. Thì nó tùy cho cách sử dụng của mọi người, mọi chất giọng của mọi người. Ở đây cũng vậy, lên shape rất là sáng luôn. À, sáng vi vu luôn. Em để chế độ bình thường để test cho mọi người nghe. Rồi, góc độ vừa phải ha. Ở đây là đang mở chế độ Bluetooth. Để mở chế độ Bluetooth để lấy nhạc. Đây. Mở chế độ Bluetooth lấy nhạc. Cho nên là khi anh chị em chúng ta có thể hát livestream nghe kết nối Bluetooth hát nó khỏe. Hát karaoke gia đình cũng vậy. Nhạc lên vô tư luôn. Cái đường mono thì đường mic, đường nhạc nó rất là dày. Sáng rõ, sọ rõ rất là đẹp luôn. Rồi, giá con này là 3.500.000 đồng. Em bao phí ship trên toàn quốc nha. Anh chị em các bạn nào quan tâm thì liên hệ với em số điện thoại 0937381978, 0982770792. Số Zalo là 0937381978. Địa chỉ là 1255 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Rồi, cơ sở 2 tại Thủ Đức, số Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, số 1161 đường Kha Vạn Cân, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Số điện thoại 0935004347. Và số điện thoại này cũng là Zalo luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.